Măng hôm nay thì nấu à? Cả nấu ấy. Đây chị Hoa đang lấy. Sao dòng này tốt thế? Trông như dâu rau cần đấy. Ừ nè. Rồi, ok. À, ba đứa ăn gì nào? Ba đại ca đâu rồi? Hồ nướng kiểu này ăn luôn khi ngọt ngon. Ngon à? Ăn được ngon. Nhưng mà nó hơi nóng. Đấy, bỏ bỏ đây. Đúng rồi, nóng á. Ăn cẩn thận. Với xong ăn quả nó nhỏ xích hoa. Nướng kỹ thì ăn nó dai. Nướng càng kỹ ăn càng dai. Nó nướng này sợ nó nổ mặt. Nổ lắm. Lạch đánh. Rồi. Thử món thịt nướng của người Quang để thể hiện. Ơ, Quang không lấy bia à? Em ốm à? Ốm. Không thì có rượu. Mới thế là ăn rượu. Mới thế là ốm à? Đại lên cô cao ra uống này. Làm nó bia lạnh được. Rượu khỏi đọc. Cái này có cháy được không? À. Măng mới quan sát thấy được. Chứ măng mới. Măng ta. Quả hết sạch. Wow. Hôm nay có thêm tía tô. Ăn cơm đây, bà rút cơm nhá. Tìm ăn cơm không? Vỏ hả? Không à. Ăn không? Chú ăn gì con? Ra bà rút cơm lên nhé, Phan nhé. Con ăn cơm không? No. Chắc chị Hoa phi hành mỡ à? Mẹ ơi! Đang phi hành mỡ. Hành mỡ cho hầu á. Chị muốn làm một tí bia không? Chị không. Mẹ ăn cơm. Hay là uống rượu? Thôi, uống bia. Bố uống rượu? Đây, bia. Hay là bố uống rượu, con bố uống rượu. Đã phải phi đâu em.